cá chưa bao giờ dễ đến vậy với viên sủi thu hút cá Backlow. Nắng nóng, thời tiết khó chịu mà ngồi hàng giờ đồng hồ không câu được con cá nào. Nay đã có viên sủi dụ cá Backlow, chỉ cần thả một viên xuống khu vực câu và chờ đợi từ 2 đến 3 phút. Viên sủi sẽ tan ra, phát tán những hạt hương vị nhỏ li ti và thu hút mọi loại cá trong khu vực tập trung về một chỗ. Ngay cả khi đã tan hết, những hạt hương vị vẫn tiếp tục tồn tại và thu hút cá trong một giờ tiếp theo. Nhỏ gọn, tiện lợi, viên sủi thu hút cá có thể thu hút tất cả các loại cá trong khu vực ao hồ mà bạn muốn câu cá. Sản phẩm được rất được ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Hiện tại, cửa hàng đang có chương trình ưu đãi giảm giá cho 100 khách hàng đầu tiên mua hàng. Quý khách hãy nhanh tay để lại số điện thoại đặt hàng hoặc để nhận tư vấn miễn phí ngay trong ngày hôm nay.